Chào buổi sáng các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm sao mà để cho cây sung của mình trồng lại ra được nhiều trái. Đây là một cây sung bonsai. Ngày xưa thì khi mình mua về thì cây này nó vẫn không có trái, nó ra rất là ít, gần như là không có. Nhưng bây giờ các bạn thấy không, là các cái quả con rất là nhiều. Còn đây là một cây sung ôm đá dáng làng rất đẹp. Mình bắt đầu đang thuần hóa để cho ra quả. Đây các bạn thấy không, rất là nhiều quả non này. Đấy. Và cứ hết quả này lại cho tiếp tục ra quả khác. Đấy. Cây này mình đang xử lý cho nó ra quả. Đây là một cây sung cũng dáng rất là bonsai các bạn. Đấy, quả là ra từ gốc lên tận ngọn. Và sau này đây, những cái cành này mình đang xử lý đang ra quả. Có những cây sung rất nhỏ nhưng mà đây mình cũng đang cho cây này ra quả này. Đấy. Thì cái quách để cho cây ra quả thì nó cũng đơn giản là ở cái chỗ là mình cũng ngưng cái việc chăm bón lại. Chúng ta không cho bón phân hoặc là bón phân hữu cơ cũng như là phân hóa học. Chúng ta chỉ để cho sống một cách cằn cỗi. Đây là cây sam mình cũng đang xử lý để cho ra quả, hoa ra rất nhiều rồi. Thì mình để cho cây sống cằn cỗi một thời gian. Sau đó thì mình sẽ tiến hành là mình sẽ tưới bằng cái nước của cái cây, nước vo gạo của mình ấy, là cái nước sau khi mình nấu cơm ấy, thì mình lấy cái nước vo gạo đó là mình tưới vào. Đó. Đây là một cái khế, có một khế cũng bonsai. Cái thứ hai ấy là các bạn không nên thay chậu. Chậu mình cứ để những cái chậu nó gọi là nó chật ấy, để cho cái bộ rễ ở đây nó quện lại. Đấy, bộ rễ nó quện lại, nó chỉ luẩn quẩn ở trong cái chậu của mình thôi. Chứ không cho nó chậu rộng. Ta phải để trong một cái chậu mà càng nhốt bộ rễ lại mà chật hẹp bao nhiêu ạ thì nó lại càng phát triển ra quả nhiều bấy nhiêu. Còn chúng ta đang ở một cái chậu nhỏ, mình lại thay ra một cái chậu lớn rồi thay phân thay đất vào đấy cho nó thì nó lại không ra quả. Đang có quả mà lại trở thành không ra quả, nó lại không ra quả nữa. Đấy, ta cứ để nguyên cái chậu cũ của nó và ta sẽ cho nó ra quả bằng cách là tưới cái nước vo gạo của mình. Với thứ hai nữa là cho nó sống kham khổ lại, cắt nước cho nắng nôi. Đấy, xong một thời gian sau mình khi mình thấy bắt đầu đấy, lọc lá bắt đầu nó ra. Đấy không? Cây này là có cây sung mình sẽ xử lý nó siêu quả luôn. Mà ngày xưa thì nó không có quả. Đấy. Thôi cảm ơn các bạn đã coi video của mình, ủng hộ cho kênh của mình. Cũng để cho những anh em làm cùng ngành nghề cũng như là những người chơi nghiệp dư đang có một cây sung mà chưa ra quả và không có cách nào ra quả, thì qua video này mình giới thiệu với các bạn cách làm cho nó ra quả một cách đơn giản nhất. Đấy. Thì chúng ta không lãng phí những cái nước tưới của mình, những cái nước rửa gạo, rồi những cái nước, thậm chí là những cái nước rửa cá luôn các bạn ạ. Cái nước rửa cá chúng ta đổ vào một cái xô, cái chậu nào đó ta để lại thì sau này là ta tưới nó sẽ rất là hiệu quả nhé các bạn. Đấy, đây là mình có một số cái khế cũng rất là bonsai. Đây là một cái tác phẩm sung ôm đá. Rồi, xin chào các bạn.